Xin chào các anh em nhé. Đây chính là công việc buổi sáng của mình đây. Sáng nào cũng vậy, 6 rưỡi là mình dậy rồi. Dậy công tác cá nhân nhất xong rồi bắt đầu quay ra để bón cho những em bổi này ăn. Đấy, xong đấy mới lại cho những em khác ăn. Thì như các bạn nhìn thấy đấy, ở đây là mình đang có 4 em trà màu và 1 em khuyên. Trong đó có em trà màu ở cái lồng lồng vuông lùn này. Đấy, em đấy là được một mùa rồi. Em đấy thì khá đẹp. Màu đá lân, gốc màu dày, yếm khít lông mỏng, chân cao. Nhưng mà con đấy thì đuôi bản lúc nào nó ấy búa thì nó mới xòe ra, còn không bình thường thì đuôi nó bản hơi nhỏ, không được to lắm. Còn cái em ở lồng vuông ở tháp ngoài cùng đây này thì mình được có 5 tháng thôi. Con này thì giọng cũng hay, màu đinh, lông mỏng, chân cao, đuôi hơi rộng một tí. Và mình đang muốn bán hai cái em trà màu ở trong cùng cạnh cái lồng khuyên kia. Đấy, bán hai em đấy. Thế là mình nói bán hai em nhưng mà chỉ bán một em thôi, còn tặng một em. Đấy. Nên bạn nào có nhu cầu mua thì alo mình nhá, bán một em tặng một em, bao trống luôn. Chim không bị gì cả. Hai em đấy thì là cái em ở lồng thái à. Lồng thái là màu đinh, gốc màu dày, chân cao lông mỏng, yếm thì cũng tương đối khít. Còn cái em ở cái lồng lồng cao đen đen ở cạnh cái lồng khuyên đấy thì em đấy là màu đinh nhưng mà gốc màu không được dày lắm, màu nó bình thường thôi, nhưng mà em đấy thì lại mau mỏ hơn cái em ở lồng thái, giọng hay hơn. Bạn nào mua thì alo mình nhé, bán cho một em tặng một em để lấy chỗ đi đã. Còn cái em ở em khuyên kia thì là em đấy mình đang huấn luyện nó thành khuyên mồi, mình còn đấy mình không bán. Và hai con mào ở ngoài cùng này thì mình không bán. Đó. Nói về cái việc thần trà màu bổi thì các anh em phải lưu ý là khi mà đã thuần chim nó đứng lồng được rồi, tức là nó không còn bị đâm rúc nữa, thì cái việc mà tập bón cho trà màu nó ăn ấy, và tập tắm cho trà màu ạ, nó là việc rất cần thiết. Hai cái việc này sẽ giúp chim của chúng ta sẽ nhanh quen, nhanh dặn người hơn. Đấy. Khi mà chim đã đứng lồng nó không còn đâm thúc nữa thì nó là phải có thế nào là có thời gian, có nhiều thời gian phải chịu khó. Đấy, chơi với nó, bó cho nó ăn, cho nó tắm thì con chim nó sẽ dần dần sẽ tự quen dần, tự thích nghi dần và nó sẽ nhanh dạn hơn, nhanh quen người hơn. Như cái em trà màu mình ở cái lồng vuông ngoài cùng đây, em này được 5 tháng lồng này, 5 tháng lồng cũng đã đứng rồi, mình đang tập bón cho nó. Còn hai cái con ở bên trong kia thì là hai con má trắng nhá, hai con mình bảo thì bán mua một tặng một đấy, hai con má trắng thì bắt về vừa thay lồng xong. Con ở ngoài cùng con lồng vuông này cũng vừa thay lồng xong rồi. Còn cái con ở cái lồng vuông lùn kia thì con đấy nó vẫn đang thay lông. Con đấy vẫn đang thay lông thì mình sẽ không bán con đấy. Con đấy mình để lại để mình chơi. Cái con ở cái lồng vuông lùn này của mình thì con này nó được nhiều điểm lắm. Như màu đá lân này, gốc màu dày này, yếm tương đối khít,
chân cao cánh mỏng, lông mỏng. Nhưng mà cái bản đuôi đó thì nó không được rộng lắm. Bản đuôi đó thì lúc nào nó múa thì nó mới ấy, nào nó đấu thì nó mới bung và nó xòe ra. Bây giờ thì nó hot thì nó cũng không bung, không xòe, ít xòe, có xòe nhưng ít. Cái con ở lồng vuông ngoài cùng đấy thì con này là con bổ thì không khó tính. Con này là con bổ mới thì... Nhưng mà con này nó giọng cũng hay lắm, con ít to. Hot 5 âm rồi. Nếu mà các bạn nào mà tuyển chim mà để đi chơi dàn thì thực ra không cần thiết phải chim nó phải hót nhiều âm nhiều thế gì cả, chỉ cần nó sổ 3 âm trở lên là được. Căn bản nhất là các bạn phải chọn được những con như là chân cao này, lông mỏng này, đấy, màu gốc màu dày, đầu to. Đấy. Vai lở, bụng thon, những cái tiêu chí mà chọn đào máu thi đấu là như vậy. Tại vì những con mà chân cao thì nó sẽ linh hoạt hơn trong thi đấu. Đấy. Ví dụ như có những con nó linh hoạt, nó chơi cầu là nó rất là nhanh nhạy, nhảy tới nhảy lui, nhảy đi nhảy về. Màu đầu to thì chắc chắn hơn, con nào đầu to thì chim sẽ khỏe mạnh, đầu to vai lở bụng thon cũng như con người ấy. Như ông nào mà vai lở bụng thon là rất là khỏe mạnh, tập thể dục nhiều. Màu khúc màu dày thì nó sẽ khi thi đấu mà đáng may mà nó thua nào thì nó sẽ không cụp màu nó sẽ không cụp thì nhìn nó đỡ mất bộ, nhìn nó đỡ xấu. Rồi, chọn được những con nào mà màu đá lân hoặc màu lân là lân tê thì càng tốt. Nói chung là về cái tiêu chí chọn đào màu thì nó chơi thì nó có nhiều tiêu chí lắm, mà chả mấy khi mà chọn được nó đủ tiêu chí cả. Cơ bản là các bạn, mức độ của các bạn chọn đến đâu, cái kinh tế của mình như thế nào. Thế còn nếu mà chọn là chim để chơi để nghe hót thôi thì chúng ta mới cần chọn những con mà có giọng luyến láy nhiều, sổ bọng dài, hót dài nhiều âm. Còn bình thường thì cũng chả cần thiết. Nếu mà chơi dàn thì chả cần thiết. Chơi dàn thì chỉ cần màu dày, đầu to, lông mỏng, vai rộng, bụng thon, lưng rùa, chân cao. Những con đấy là thường những con sẽ chơi hay. Đây là bốn con mào mình muốn khuyên. Mình còn 5 con nữa mình để ở trên, để ở đây. Bây giờ nó phải cho bọn này bón, bọn này ăn xong nó mới quay ra xem bọn ấy, đi cho bọn ấy ăn tiếp. Cho mấy con đấy mà xuống đây cái bắt đầu mấy con này coi như màu cũng hết luôn. Chim mới nên là nhát, màu cụp đuôi lại không bón nổi, sợ. Nó phải để tách ra. Đấy, nó lại là mình có 2 con game muốn bán ra, nên bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ quay video cho. Liên lạc mình sẽ quay video, mình gửi video cho. Mua thì nếu mà ở xa thì có thể chuyển khoản rồi mình sẽ chuyển chim cho. Bạn nào ở gần thì đến tận nơi thẩm chim xem chim, ưng thì anh em giao lưu nhau.
lần sau quen biết rồi thì đi lại giao lưu nhau cho nó vui. Bạn nào ở xa này có thể chuyển xe khách được, mà chuyển khách thì mình cũng chỉ gửi xe lân cận Hà Nội thôi nhé, còn nếu mà tỉnh những tỉnh xa quá thì mình cũng không gửi được đâu, các bạn thông cảm. Các bạn xem video xong nhớ vào đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.